Xin chào các bạn, Cuồng đang có mặt tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Được đưa vào hoạt động từ năm 2012, sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan đảo Ngọc. Cuồng du lịch vừa kết thúc chuyến du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm và tranh thủ lượt đi về này thì Cuồng sẽ làm một video ngắn để vừa review sân bay Phú Quốc kết hợp với hướng dẫn làm thủ tục check-in tại sân bay Phú Quốc cho bạn nào lần đầu đi du lịch Phú Quốc nha. Trước khi mà xem tiếp thì hãy ủng hộ Cuồng Du Lịch bằng cách là nhấn like và đăng ký kênh. Sân bay Phú Quốc tọa lạc tại xã Dương Tơ trên đảo Phú Quốc có khả năng tiếp nhận từ 3 đến 4 triệu hành khách trên một năm. Cảng đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế cho các loại máy bay hiện đại hoạt động như là Boeing 777, Boeing 747, 400 và tương đương. Đây là dự án sân bay quốc tế đầu tiên được triển khai tại Việt Nam theo hình thức 100% vốn đầu tư doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng và được đầu tư theo các giai đoạn. Khi đưa vào khai thác, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ là cảng hàng không quốc tế thứ 3 được xây dựng tại miền Nam Việt Nam. Sân bay Phú Quốc có 2 tầng, tầng 1 dành cho khách bay đến và tầng 2 thì dành cho khách bay đi làm thủ tục check-in. Cửa an ninh cũng ở khu vực tầng 2 của sân bay Phú Quốc luôn các bạn ạ, nên rất là tiện. Thường du khách đi du lịch Phú Quốc về lúc nào cũng mang rất nhiều đặc sản Phú Quốc. Các bạn cẩn thận thì hãy đến khu vực đóng gói hành lý này để bọc lại thùng hàng của mình cho chắc chắn nha. Sân bay Phú Quốc thì không giống như sân bay Nội Bài Hà Nội hay là sân bay Tân Sơn Nhất ở chỗ là bạn không thể làm thủ tục check-in trực tuyến. Còn với hình thức làm thủ tục check-in tại kiosk thì mới chỉ có Vietjet là có bố trí một số máy làm thủ tục check-in tự động. Các hãng khác thì chỉ có cách duy nhất là làm thủ tục check-in tại quầy. Do Cuồng bay chuyến tối muộn nên là lượng hành khách làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc không đông lắm. Như là các bạn cũng thấy thì tại sân bay quốc tế Phú Quốc cũng đặt các cái cân hành lý có khung để hành khách kiểm tra cân nặng hành lý, kích thước hành lý có đúng với quy định không trước khi mà đến làm thủ tục. Trường hợp bị vượt quá số cân nặng hay là vượt quá kích thước cho phép thì lúc làm thủ tục bạn có thể nhờ nhân viên check-in hỗ trợ tư vấn mức phí. Quy định về cân nặng và kích thước của hành lý thì Cuồng sẽ nói ở cuối video nha. Hãy đứng xếp hàng trước quầy làm thủ tục check-in. Khi mà đến lượt mình thì bạn hãy trình giấy chứng minh thư hoặc là hộ chiếu kèm với mã đặt chỗ. Sau đó thì đứng chờ nhân viên làm thủ tục check-in của hãng kiểm tra và xuất thẻ lên tàu bay cho bạn. Sân bay Phú Quốc hôm nay vắng khách nên là Cuồng được làm thủ tục rất chi là nhanh chóng. Chứ nếu bạn mà đi vào mùa cao điểm của du lịch Phú Quốc xem, cứ gọi là xếp hàng chờ dài cổ, dù bạn bay về sớm hay là bay về muộn. Trường hợp bạn có hành lý ký gửi thì kiểm tra lại các kiện hành lý, sau đó để lên băng truyền cũng là khu vực bàn cân luôn. Nhân viên làm thủ tục check-in sẽ dán thẻ hành lý là xong. Cẩn thận hơn thì hãy xé những miếng thẻ hành lý cũ để tránh nhầm lẫn các bạn nha. Mỗi lần mà Cuồng đi du lịch Phú Quốc là cả bọn mang theo cả đống hành lý. Thiệt ra thì không có gì nhiều đâu, toàn những thứ cần thiết không à, như là quần áo, giày dép, mũ nón, kem chống nắng, vân vân. Mà lại toàn đi Phú Quốc dài ngày nên là đồ mang theo cũng nhiều hơn. Mà các bạn nhớ là máy tính sạc pin dự phòng, dây sạc là phải mang theo hành lý xách tay chứ không được để vô hành lý ký gửi nha. Có lần thì Cuồng để cái sạc máy tính vô mà bị mấy anh an ninh soi chiếu gọi vào để bỏ cái sạc ra ngoài đấy.
triển, minh chứng bằng lượng du khách đến Phú Quốc mỗi năm ngày một tăng. Cũng bởi vậy mà tại sân bay Phú Quốc đã bố trí hơn 20 quầy làm thủ tục check-in cho du khách. Vào những tháng cao điểm, các bạn sẽ thấy các quầy làm thủ tục check-in tại sân bay Phú Quốc vốn gọi là đông nghịt. Làm thủ tục check-in xong rồi, gửi hành lý ký gửi cũng xong rồi, giờ thì phải xem cửa lên máy bay của mình là cửa số mấy. Tiện cái là cửa an ninh tại sân bay Phú Quốc cũng ở trên tầng 2 luôn. Nhân đây thì cũng nói cho mọi người quy định về hành lý ký gửi của hãng hàng không này. Cái này thì chắc chắn là bạn nên biết, bởi hôm nào đi du lịch Phú Quốc cũng xách về rất nhiều quà, nào là hải sản tươi Phú Quốc, hải sản khô Phú Quốc, rượu xin Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc. Quy định hành lý ký gửi tại sân bay Phú Quốc về các món hàng này như sau. Nước mắm Phú Quốc là một đặc sản truyền thống của Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng. Thương hiệu nước mắm cá cơm Phú Quốc đã vượt qua nhiều thương hiệu nước mắm mới để được xuất khẩu rộng rãi sang nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, nước mắm là chất lỏng, có mùi đặc biệt nên không được mang lên máy bay theo dạng hành lý xách tay. Đối với hai hãng không là Vietjet Air và Jetstar thì du khách có thể ký gửi nước mắm Phú Quốc không quá 5 lít và phải đóng gói để không gây vỡ, ảnh hưởng đến các hành lý khác. Riêng với hãng hàng không Việt Nam Airlines thì du khách không được mang nước mắm Phú Quốc lên với cả hai hình thức là xách tay và ký gửi. Tại các cơ sở sản xuất nước mắm của Phú Quốc cũng nắm rõ quy định này nên là bạn cũng yên tâm là họ sẽ biết cách đóng gói. Một số cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc mà bạn có thể tham khảo như là nước mắm Phụng Hưng, nước mắm Khải Hoàn. Rượu sim Phú Quốc, tương tự như nước mắm Phú Quốc. Phú Quốc là hòn đảo trồng nhiều sim và nổi tiếng với thương hiệu rượu sim Phú Quốc. Trong các bữa tiệc hải sản mà thiếu rượu sim Phú Quốc thì cũng giống như là thiếu đi một thứ gia vị quan trọng. Nhưng rượu sim Phú Quốc đã được các hãng hàng không ưu tiên cho sách tối đa là 4 chai với tổng là 5 lít trên máy bay bằng hành lý sách tay. Và các hãng hàng không không giới hạn số lượng rượu được ký gửi, chỉ cần được đóng gói cẩn thận và tính thêm phụ phí là ok rồi. Một số cơ sở rượu sim Phú Quốc bạn tham khảo như là rượu sim Thành Long, rượu sim Bảy Gáo, rượu sim Sim Sơn. Các cơ sở nổi tiếng này cũng đều biết cách đóng gói để du khách mang lên máy bay nha. Một số hành khách mang thừa cân đang phải san bớt hành lý cho nhau. Đây cũng là một lợi thế khi mà bạn đi du lịch Phú Quốc theo đoàn. Hải sản tươi sống. Đến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, du khách sẽ lạc vào thiên đường hải sản biển. Mặc dù đi một tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm hay là tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, du khách cũng chưa thể thưởng thức hết được các đặc sản được chế biến từ hải sản Phú Quốc. Nhưng thật đáng buồn là hải sản nằm trong danh sách các thực phẩm tươi sống không được phép mang lên máy bay theo hình thức xách tay hay là ký gửi. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, thực phẩm được bọc cẩn thận, đóng thùng xốp chắc chắn và du khách cam kết chịu mọi rủi ro về các thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển thì sẽ được xem xét để mang lên máy bay dưới hình thức ký gửi. Và khi qua cửa an ninh thì sẽ bị kiểm tra xem bên trong có chứa những gì. Và cũng bởi vậy nên là các tiểu thương bán hải sản ở Phú Quốc đều biết rõ mình cần phải đóng gói quy cách như nào cho khách hàng để hải sản vừa tươi mà lại được mang lên máy bay. Vậy các loại mắm khác như là mắm tôm, mắm tép thì sao? Các loại mắm này có đặc tính mùi khó chịu nên du khách sẽ không được mang lên máy bay theo hình thức xách tay. Trường hợp những vật phẩm này phải được bọc bao bì kỹ và không thể gây mùi cho các hành lý bên cạnh thì sẽ được xem xét vận chuyển dưới dạng ký gửi của hai hãng hàng không là Vietjet Air và Jetstar. Bên cạnh đó là kích thước, cân nặng của các kiện hành lý như sau. Trọng lượng không quá 32kg, kích thước không quá 119x119x81cm. Nếu chưa đến giờ làm thủ tục check-in thì tại sân bay Phú Quốc có bố trí một số ghế massage có phí. 10.000 thì được khoảng 6 phút ngồi, bạn có thể thư giãn cho cơ thể trong lúc ngồi chờ làm thủ tục check-in nha. Đến cửa an ninh của sân bay Phú Quốc thì bạn cần xếp hàng chờ đến lượt mình. Hãy cầm chứng minh thư hoặc là hộ chiếu và thẻ lên máy bay để nhân viên an ninh kiểm tra. Sau khi mà xuất trình xong là đến khu vực soi chiếu.
nhớ là bỏ hết hành lý, đồ tư trang như là túi sách, đồng hồ, vòng tay, mũ nón, giày dép, thắt lưng ra vào khay rồi cho qua máy nha. Xong xuôi hết rồi là vào khu vực phòng chờ. Vào đến đây là yên tâm 90% là sẽ được lên máy bay rồi. Như các bạn cũng thấy thì khu vực phòng chờ của sân bay Phú Quốc khá lớn. Còn cửa lên máy bay thì được chia làm 2 tầng. Một số cửa sẽ đi xuống tầng dưới và một số cửa sẽ ở tầng 2. Bạn cần tìm đúng vị trí cửa lên máy bay để ngồi chờ ở đó nha. Trong số những sân bay mà Cuồng đã đến thì phải thú thật là Cuồng thấy sân bay Phú Quốc có quá nhiều gian hàng bán đa dạng từ bún, phở, cơm, hamburger cho đến các quầy bán đồ đặc sản Phú Quốc như là đậu phộng châu châu, hồ tiêu Phú Quốc, rượu sinh Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc, còn có cả ngọc trai Phú Quốc nữa. Ai đi du lịch Phú Quốc mà lại chẳng muốn mang về quà là đặc sản Phú Quốc cơ chứ. Nhưng mà mách nhỏ kinh nghiệm du lịch Phú Quốc của Cuồng này, nếu mà mua đặc sản tại sân bay Phú Quốc thì giá luôn cao hơn là mua tại các cơ sở sản xuất, bởi chi phí thuê mặt bằng ở đây đã cao rồi. Nên thường thì du khách nước ngoài mới mua tại sân bay Phú Quốc, còn khách nội địa hầu hết đều mua tại các cơ sở truyền thống. Nếu bạn đi theo tour du lịch Phú Quốc chọn gói như là tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm thì trong lịch trình, hướng dẫn viên cũng sẽ dẫn đoàn vào các cơ sở sản xuất rượu sim, ngọc trai, nước mắm, vườn tiêu. Còn nếu bạn đi du lịch Phú Quốc tự túc thì xem các video review khác của Cuồng về địa điểm du lịch Phú Quốc nha. Trong lúc ngồi chờ lên máy bay thì Cuồng lưu ý với các bạn một số điều sau nha. Dù trong video hướng dẫn làm thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất thì Cuồng cũng đã nói rồi, nhưng mà nhắc lại không thừa. Nhiều bạn đi chơi Phú Quốc vui quá thì lại quên mất tiêu luôn. 1. Hướng dẫn di chuyển từ thị trấn Dương Đông đến sân bay Phú Quốc. Phú Quốc là huyện đảo, bởi vậy mà diện tích cũng không quá lớn đâu. Nếu bạn di chuyển từ thị trấn Dương Đông với khoảng cách gần 10 km, bạn có thể gọi xe taxi hoặc là thuê một cuốc xe đưa đón sân bay với chi phí khoảng 150.000 đến 400.000. Đoàn ít người đi taxi rẻ hơn bạn nhé. Còn bạn đi tour Phú Quốc chọn gói thì an tâm là xe của tour đã đưa ra tận sân bay Phú Quốc. Hướng dẫn viên làm thủ tục đầy đủ xong cho đoàn vào phòng chờ họ mới về. Với những du khách lưu trú tại Bắc Đảo sẽ cách sân bay Phú Quốc tới gần 50 km. Thông thường thì các resort khách sạn tại Phú Quốc khu vực Bắc Đảo sẽ có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí nên là cũng không cần lo lắng. Còn du khách lưu trú ở Nam đảo Phú Quốc di chuyển đến sân bay thì chỉ độ khoảng 30 phút. Các khách sạn resort Phú Quốc ở khu vực Nam đảo cũng có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí. Hoặc không thì bạn đi taxi 4 chỗ cũng mất khoảng 200-300.000 tiền xe. 2. Thời gian có mặt tại sân bay Phú Quốc. Cái này thì là quy định chung rồi, ở sân bay nào cũng vậy. Giờ có mặt tại sân bay Phú Quốc là trước giờ khởi hành 2 tiếng. Cách giờ khởi hành 40 phút thì quầy làm thủ tục sẽ đóng. Và cách giờ khởi hành 20 phút thì hành khách sẽ có mặt ở cửa lên máy bay. Quá thời gian quy định trên, hành khách nào vắng mặt thì coi như hủy chuyến. 3. Giấy tờ được phép làm thủ tục lên máy bay là chứng minh thư hoặc là hộ chiếu còn hạn sử dụng. Trường hợp hết hạn sử dụng, bạn phải có giấy xác nhận nhân thân theo mẫu của hãng hàng không, có ảnh và dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. Hoặc là một số giấy tờ thay thế của hãng hàng không chấp nhận, đó là thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đảng viên, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe ô tô, giấy phép mô tô. Chi tiết thì Cuồng đã có một video chia sẻ rồi. Cái này thì phải cực kỳ lưu ý. Không là đi du lịch Phú Quốc mà mất chứng minh thư là xác định ở đó mấy ngày luôn nha. Cuồng đã gặp trường hợp khách đi tour Phú Quốc xong làm rơi mất chứng minh thư, cuối cùng phải đợi người nhà chuyển hỏa tốc giấy xác nhận nhân thân mới có thể bay về. Bởi lẽ đó mà Cuồng cực kỳ lưu ý các bạn đi chơi Phú Quốc thì cất giữ giấy tờ tùy thân cẩn thận. Những ai mà dùng chứng minh thư đưa lễ tân khách sạn thì sau khi trả phòng nhớ phải lấy lại nha. 4. Hành lý xách tay. Cái lưu ý này quan trọng này, bởi Cuồng thấy nhiều bạn lần đầu đi máy bay không để ý và hay gặp phải. Rốt cục thì bị đóng một khoản phạt hành lý quá khổ, quá cân tại sân bay Phú Quốc. Chỉ được phép mang một kiện hành lý xách tay và một túi cá nhân trên một hành khách ngoại trừ trẻ nhỏ, tổng trọng lượng không vượt quá 7 kg.
một kiện hành lý xách tay chính có kích thước tối đa là 56 x 36 x 23 cm, một túi cá nhân nhỏ gồm một trong những túi sau: một túi sách phụ nữ hoặc là sách tạp chí, máy ảnh, túi đựng thức ăn cho em bé, túi mua hàng tại sân bay có kích thước không quá là 30 x 20 x 10 cm, một túi đựng áo khoác có kích thước tối đa khi mở ra không quá 114 x 60 x 11 cm, một túi đựng máy tính xách tay có kích thước tối đa là 40 x 30 x 10 cm. Tại sân bay Phú Quốc thì bạn còn được mang tối đa là 5 lít rượu sim và hành lý xách tay nữa đấy. Cuồng đã đi du lịch Phú Quốc nhiều lần, mà đến khi sân bay Phú Quốc đổi cửa lên máy bay là cũng quắn đít đi tìm cửa. Từ đó thì cũng rút ra kinh nghiệm, nhất là cho những bạn lần đầu đi máy bay ở Phú Quốc nên lắng nghe những thông báo của sân bay khi mà có liên quan đến chuyến bay của mình, và cũng cần phải nhớ số lượng chuyến bay, giờ bay của mình đúng kịp để di chuyển nha. Quốc thì đa phần các chuyến bay hành khách đều được đi đường ống để lên máy bay luôn, chứ không cần đi xe buýt, tiện lợi đấy chứ nhỉ. Xếp hàng từ từ lên máy bay, sau đó thì cất dọn hành lý, ổn định chỗ ngồi để các hành khách đi sau lên bạn nha.
Vậy đó, có khá nhiều điều mà bạn cần lưu ý khi làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc nha. Hy vọng thì với những thông tin hữu ích này, các bạn sẽ có một chuyến bay vui vẻ, an toàn và thuận buồm xuôi gió. Nếu cần thêm thông tin gì về sân bay Phú Quốc cũng như là các quy định của hãng hàng không thì đừng ngần ngại comment dưới video này, Cường sẽ phản hồi cho các bạn biết nha. Còn giờ thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của Cường. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.